Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với nhạc hội sắc sảo mùa thứ hai. Những tình huống bất ngờ, những màn trình diễn thăng hoa từ các cặp đôi, những chàng cười sảng khoái từ các khách mời vui tính. Tất cả sẽ có trong chương trình nhạc hội sông ca mùa thứ hai. Chạy đi mọi người ơi, chúng ta tới rồi, chạy đi. Và sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc đến từ Hàn Quốc. Hãy đón xem tập 1 chương trình nhạc hội sông ca lúc 19 giờ ngày 15 tháng 4 trên HTV7.